Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 5 tập 2 Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 105 Diện tích xung quanh và diện tích toàn hoàn của hình hộp chữ nhật trang 23 <laughs> Rồi như vậy thì chúng ta sẽ thầy nhắc lại cái diện tích xung quanh nào diện tích xung quanh là diện tích của bốn mặt nè bốn mặt trừ hai mặt đáy nè, trừ hai mặt đáy gọi là diện tích xung quanh để thầy lấy cái hình à, thầy lấy cái cuốn sách uh... <laughs> sách giáo khoa ra cho mình coi tí xíu ha này diện tích xung quanh là chúng ta lấy diện tích của bốn mặt bốn mặt Trừ hai cái mặt đáy, được, đây mặt này, mặt này, mặt phía bên này, mặt phía bên này, được, trừ hai mặt đáy, đó gọi là diện tích xung quanh. rồi ta lấy cái đây là có hình hộp chữ nhật, được, đây mặt này là mặt đáy này, được. và mặt ở dưới này nè được gọi là mặt đáy, được. Được. được, mặt dưới này gọi là mặt đáy. như vậy là diện tích xung quanh là chúng ta chỉ tính là bốn mặt, mặt này nè mặt này mặt này và mặt bên này, được. Như vậy là diện tích xung quanh là bốn mặt. Ừ. Như vậy chúng ta sẽ tính cái diện tích xung quanh này. Công thức tính nó như thế nào? À. Người ta họ nói là lấy cái chu vi, à. lấy cái chu vi tên nhân với chiều cao. Chu vi của mặt này này, mặt đáy này. À. Như vậy là chu vi là cạnh này cộng cạnh này cộng cạnh này cộng cạnh, cạnh này, được như vậy là bốn cạnh này cộng lại nó là chính là chu vi của một mặt, nè, chính là chu vi của một mặt. Chu vi của một mặt ta nhân cho chiều cao, nè chiều cao. Ta tính chu vi này chúng ta thật ra là chúng ta bốn mặt này chúng ta duỗi thẳng nó ra nó trở thành một cái cái hình chữ nhật, nè duỗi thẳng nó ra nó trở thành một cái hình chữ nhật, hình chữ nhật lớn. Nè. Thì đây là cái cạnh này, rồi cái cạnh này thì nó duỗi ra đây một khúc, nè. Đó, nó duỗi ra đây một khúc, rồi ta cộng với cạnh này thì nó giữ ra ngoài tới ngoài này một khúc, rồi ta cộng với cạnh này thì nó ra tới ngoài này một khúc, nè, rồi ta nhân với chiều cao, ta nhân với chiều cao thì nó ra cái diện tích xung quanh, Rồi diện tích toàn phần thì chúng ta sẽ tính thêm hai mặt đáy nữa. Như vậy diện tích xung quanh là bốn mặt, còn diện tích toàn phần là chúng ta sẽ tính thêm hai mặt đáy nữa, bây giờ là tổng cộng là sáu mặt, sáu mặt bây giờ bây giờ diện tích toàn phần thì chúng ta tính cái diện tích này thì chúng ta đơn giản là đây là một cái hình chữ nhật được không? thì chiều dài nhân chiều rộng chiều dài nhân chiều rộng đó ra diện tích mà tại vì hai mặt cho nên chúng ta hãy nhân cho hai nữa đó. như vậy chúng ta gì rồi chúng ta cộng với diện tích xung quanh đó. cộng với diện tích xung quanh nó ra diện tích toàn phần đấy rồi như vậy chúng ta quay lại bài của mình diện tích xung quanh đó. này nói lại này lấy chu vi đáy à, chu vi một đáy rồi nhân với chiều cao nè. như vậy là uh, chiều dài và chiều rộng này 8 cộng cho 5 được không ta nhân cho 2 à. như vậy đây là gì bản thân cái này nó chính là chu vi đáy được chu vi đáy rồi ta nhân thêm chiều cao nữa chiều cao người ta họ cho là 4 Đấy. Rồi, như vậy chỗ này là bằng bao nhiêu? <laughs> 8 cộng 5, 13. 13 ta nhân cho 2 nhân cho 4 là 8. Vậy dạ, 13 ta nhân cho 8. Như vậy cái này kết quả là được là 104. Đơn vị là decimet vuông. Được chưa? diện tích toàn phần diện tích toàn phần ta lấy diện tích xung quanh ta cộng với lại diện tích của hai đáy như vậy là 104 này đó là diện tích của toàn phần này đó là diện tích của xung quanh này được không? nếu như ta tính diện tích xung quanh sai thì diện tích toàn phần cũng sai tại vì con số này nó liên quan đến số này cộng cho diện tích của hai đáy được không diện tích của hai đáy là gì như vậy là ta lấy 8 ta nhân cho 5 à, 8 nhân 5 là diện tích trong một đáy ta nhân cho hai nữa được là 8 này ta nhân 5 này được Ha là một một mặt này. Ta nhân cho 2 là hai mặt. Bằng. 8 x 5, 40. 40 nhân cho 2 là 80. 80 ta cộng với lại là 104. Vậy là 1, 8, 4. Đơn vị là decimic vuông. Rồi tương tự Tương tự cái hình hộp thứ hai Và chiều dài Chiều rộng và chiều cao Giờ chúng ta sẽ lấy là Chu vi là 1,2 Ta cộng cho 0,8 Ta nhân cho 2 Rồi đó là chu vi chu vi nhân với chiều cao à, nhân tiếp là 0,5 được như vậy là bằng bao nhiêu đây? 1,2 ta cộng với 0,8 là bằng 2 à. 2 nhân cho 2 là 4 4 ta nhân cho 0,5 Như vậy là bằng 2 Là bằng 2 Đơn vị là mấy vuông Rồi bên này thì diện tích toàn phần thì ta lấy diện tích xung quanh là 2 nè. Ta cộng với lại. Diện tích 1, một mặt nhân 2 diện tích hai mặt luôn, ngày là 1,2 nè. Ta nhân cho 0,8 nè. Rồi ta nhân cho hai mặt. số 2 này là nhân cho hai mặt. Đó à Như yeah, kết quả là bằng 3,92 mấy vuông. Bài số 2. Một cái thùng ton không nắp dạng hình hộp chữ nhật. Có chiều dài là 1,2 m, chiều rộng là 0,8 m và chiều cao là 9 dm tính diện tích tôn để làm thùng không tính mét hàng như vậy cái này thì chúng ta hiểu hiểu như thế nào đây thầy tạm lấy cái này thầy bữa nào thầy rảnh thầy cắt cái này ra để cho nó ra một cái hình nè ra cái hình hình không nắp đây mình cắt cái này đi để nó ra cái hình không nắp này nè cắt cái hình này đi cắt cái 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 viền này thì nó ra một cái hình không nắp đây 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 là một cái thùng đâu cái thùng à... À, mà em nhìn đây này, này đây cái thùng này là một cái dạng hình hộp chữ nhật cái à, không có nắp à, không có nắp rồi mà... như vậy là cái thùng này thì người ta hỏi nó không có nắp thì chúng ta người ta yêu cầu là tính cái diện tích tôn để làm cái thùng này Đó. như vậy cái diện tích tôn để làm cái thùng này thì chúng ta sẽ có bao nhiêu đây là bốn bốn mặt xung quanh và một mặt ở dưới được cộng mặt này không có một mặt này hai mặt này ba mặt này bốn mặt này bốn mặt về này và mặt được được dưới đít nữa là năm mặt được. như vậy thì chúng ta sẽ đi tính là cái diện tích xung quanh đâu và chúng ta tính diện tích một mặt đáy này thôi được. cộng với diện tích xung quanh thì ra cái cái diện tích của cái phần tôn để làm cái cái thùng này nên như vậy thì chúng ta sẽ xem trong này thứ nhất là chiều dài người ta cho chiều rộng cho và chiều cao là là cho nhưng mà ngay chỗ này là chiều cao người ta họ cho là DC nha chúng ta chú ý chúng ta này chúng ta phải đổi ra à, đổi ra à, mấy đây mấy đây mấy à, đổi ra mấy còn không thì chúng ta sẽ đổi hai cái đơn vị này ra cm à, ra dc ra, ra dc luôn cho cho nó dễ chúng ta sẽ lấy lấy được nhỏ à, lấy lớn ta đổi ra nhỏ rồi chúng ta qua trang Vậy chúng ta sẽ lấy đơn vị lớn chúng ta đổi ra đơn vị nhỏ cho nó dễ ha. Chúng ta xem lại nè. Như vậy là 1,2 m và 0,8 m. Chúng ta đổi ra ha. Như vậy chúng ta sẽ đổi cái đơn vị này ra 1,2 m ta đổi ra được 12 dm và 0,8 m thì chúng ta đổi ra 8 dm. Giờ chúng ta sẽ tính cái diện tích xung quanh của cái thùng tồn. Như vậy chúng ta muốn tính diện tích xung quanh là ta lấy vậy, chu vi đáy ta nhân với chiều cao này, chu vi đáy này ta nhân với chiều cao được 360 sáu mươi phun giờ chúng ta sẽ đi tính cái diện tích một mặt một mặt đáy tại vì cái hình này nó đâu có cái 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 thùng này đâu có cái mặt trên đâu chúng ta sẽ tính có một mặt nữa. diện tích một mặt đáy là một mục đáy thì chúng ta sẽ đi tính là dài ta nhân rộng. 8 x 2 là 16, viết 6 ta nhớ 1. 8, 1, 8, 9, Đơn vị là DC, si mấy phu. Rồi chúng ta sẽ đi tính là diện tích tôn cần làm là diện tích tôn cần sử dụng để làm thùng là tôi lấy 360 tôi cộng cho 96 bằng 6 đến 6 15, 5 ta nhớ 1 456 đơn vị là đề xin vuông Đáp số 456. vuông Bài số 3. Viết bằng nhau hoặc không bằng nhau, thích hợp vào chỗ chấm. Rồi, hình này thì người ta họ cho cái cái hình kiểu này, kiểu nằm Và cái hình này thì người ta hỏi cho hình kiểu đứng. Câu 3, diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau hay là không bằng nhau? Như vậy chúng ta sẽ đi tính được, chúng ta sẽ đi tính. Như vậy diện tích xung quanh của này là gì? Ấy. Xung quanh bằng cái chu vi, à, chu vi là đáy này 1,5 ta cộng cho 0,8. Để không Rồi, ta nhân cho 2. Và ta nhân cho 1. Nè. Như vậy là bằng 4,6. Mấy phù. Khử bên này. Diện tích xung quanh là gì? ấy xung quanh bằng 0,8. Ta cộng 1. À, rồi ta nhân cho hai à, diện tích uh, chu vi ta nhân hai nè rồi ta nhân chiều cao bằng bao nhiêu đây giờ tính ra được là 5,4 phẩy bốn mét vuông rồi như vậy là câu diện tích xung quanh của hai hình thì hộp hình hộp chữ nhật không bằng nhau cái 4 cái 6 cái này là 5,4. Vậy là 0 bằng nhau. Tiếp theo câu B, diện tích toàn phần của hai hình hộp như thế nào? Rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta sẽ tính cái diện tích toàn phần. Như vậy là x toàn phần bằng 4,6 ta cộng cho diện tích một mặt nhân 2 là 1,5 ta nhân cho 0,8 ta nhân cho 2 bằng Giờ cái này chúng ta sẽ tính được là 7 m2. Mấy, mấy Rồi diện tích toàn phần của hình này ấy toàn phần bằng 5,4 ta cộng cho diện tích một mặt Đó. diện tích một mặta nhân cho 2 0,8 tai nhân 1 ta nhân 2 đây là bằng bao nhiêu đây diện tích toàn phần này là bằng bằng 7 Mấy Nào. này tắt nó riêng, riêng, đây là xung quanh ở dưới còn toàn phải ở trên nhé như vậy thì chúng ta sẽ thấy bay này bãi dưới trên cũng bãi dưới cũng bãi như vậy là bằng nhau bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé xin chào các em